Chào các bạn, trong phần video hôm nay thầy tiếp tục thực hiện chương trình hóa học lớp 12 sách mới và tài liệu này là tài liệu của thầy soạn dùng chung cho cả ba bộ sách chúng ta đều dùng được nha. Và chương tài liệu này là tài liệu của chương 1 nha. Chương 1 chính là chương ester lipid và video hôm nay thầy sẽ thực hiện tới chương 3 rồi mấy chương này cứ trước, trước làm làm rồi nha. Chương 3 xà phòng và chất rạc rửa. Thì trong video này thầy sẽ hướng dẫn giới thiệu về xà phòng và chất rạc rửa. À, xà phòng là gì, chất rửa là gì À, tại sao à, nó có tính chất là giặt rửa mà chúng ta xài hiện nay, cũng như đặc biệt đó là hướng dẫn chúng ta cách làm xà phòng tại nhà, à, cái thí nghiệm để chúng ta làm xà phòng tại nhà. Thì đây là cuốn tài liệu file đề à, của chương 1 à, Tài liệu này 126 trang nghe, gồm đầy đủ tóm tắt lý thuyết cho chúng ta sẵn hết à, chuyên đề 3 Đây có sẵn tóm tắt lý thuyết về chúng ta làm và tài liệu gồm tóm tắt lý thuyết nè bài tập tự luận nè và bài tập trắc nghiệm lưu ý bài tập trắc nghiệm là theo form đề mẫu mới nha có nghĩa là có 3 phần trắc nghiệm bình thường abcd đó trắc nghiệm đúng sai và trắc nghiệm trả lời ngắn à, soạn theo form mới cho chúng ta đó thì làm sao để nhận tài liệu này à, thì thầy giới thiệu tài liệu chúng ta nắm nè gồm một file đề à, file đề 126 trang nè à. có tóm tắt lý thuyết bài tập chúng ta chúng ta in cái đường cuốn như thế này nha mỗi chương một cuốn nha mỗi chương chúng ta in cuốn và đây là pha bài giải nè pha bài giải 248 trang nha. bài giải chi tiết đáp án chi tiết cho chúng ta nha. đầy đủ cho chúng ta hết đó <laughs> hình ảnh đầy đủ nha đó rồi như làm sao để nhận được cái tài liệu này thì đây là một hình thức tự học mới nhất có nghĩa là chúng ta tự học nha tự học và nhận tài liệu này sao video và khi tham gia hình thức tự học này là chúng ta nhận tài liệu trong cả một năm học nha Chứ không phải nhận một chương đâu Chúng ta nhận trong một năm học luôn Và đặc biệt được thầy trợ giúp Có nghĩa không không hiểu gì đó thì hỏi Đây là hình thức tự học để chúng ta tiết kiệm tối đa chi phí học tập chúng ta Em nào cần thì liên hệ thầy nha Rồi trở lại vấn đề <laughs> Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta về chuyên đề 3 Xà phòng chắc chặt rửa à. Đặc biệt cuối video thầy sẽ hướng dẫn chúng ta Một cái thí nghiệm làm xà phòng à thì hầu như <laughs> xà phòng thì rất là dễ làm chúng ta có thể làm tại nhà được rồi tóm tắt lý thuyết rồi thứ nhất về khái niệm xà phòng là gì và chất chặt rửa là gì à, thì xà phòng chúng ta đã học ở trên đường một trên trình hai đó có cái phưởng gọi là xà phòng quá đó phưởng xà phòng quá à, thì xà phòng là cái hỗn hợp muối sodium hoặc potassium có nghĩa là muối của na hoặc là muối của ca à, và của các axit béo nghe và chất phụ da thì axit béo ở đây thường đó là người ta muối của Palmitic và steric có nghĩa là xà phòng thường là muối của hai muối này à, Balmetic, chúng ta phải thuộc bài nghe đó là c 15 h 31 coo à, co na hoặc COK k vậy đó được chưa hoặc là c 17 h 35 mươi co na hoặc ca vậy đó thì đây người ta gọi là xà phòng à, xà phòng là muối của sodium hoặc potassium và của sữa béo và chất phụ da thì chất phụ gia là gì thì trong quá trình người ta sản xuất xà phòng người ta thêm chất phụ da vào thì chất phụ da cũng có vai trò à, nó làm tăng độ cứng của chẳng hạn hoặc là dễ đúc khuôn với hạn à, hoặc là người ta thêm vào để tạo mùi hương mùi thơm cho cái xà phòng đó Được chưa? <laughs> rồi tiếp theo là chất giặt rửa thì chất giặt rửa thì có hai loại đó là chất giặt rửa tổng hợp và chất giặt rửa tự nhiên tổng hợp là người ta điều chế ra tự nhiên là có sẵn trong tự nhiên thì trong quá trình phát triển của con người thì đầu tiên là chúng ta sử dụng chất giặt rửa tự nhiên chất giặt rửa tự nhiên có nghĩa là có sẵn trong tự nhiên từ cây cây hoa cỏ lá gì đó thì người ta xài cái này để giặt rửa chẳng hạn rồi trong quá trình phát triển sau đó người ta biết tới công hướng xà phòng quá để tạo cái xà phòng, được chưa? và cuối cùng đó là chất giặt rửa tổng hợp, đó là quá trình phát triển. nhưng bây giờ người ta nên từ từ người ta quay lại cái bước ban đầu đó là người ta sử dụng chất giặt rửa tự nhiên ha, tại vì đây là chất lành tính, được chưa? không ô nhiễm môi trường, tốt cho sức khỏe chẳng hạn, đó. thì giống như quá trình phát triển của con người á từ bắt đầu đi bộ rồi sau đó đi xe đạp rồi đi xe gắn máy rồi xe lửa rồi tới máy bay nhưng cuối cùng người ta vẫn quay lại ta khuyến khích là đi bộ hoặc là đi xe đạp để hạn chế ô nhiễm môi trường thì đây cũng như gan vậy thôi rồi chất chặt rửa tổng hợp à. <laughs> thường là tổng hợp hóa học à. thường là muối à, cũng là muối sodium nghe muối sodium của các ankin sulfat hoặc là ankin benzen sulfat thì tí xíu nó có cái hình dạng để chúng ta dễ hiểu nha. đó là cái chất chặt rửa à, muối sodium nghe là muối natri của ankin sunfat hoặc là ankin benzen sunfat rồi chất chặt rửa tự nhiên thì có từ xa xưa trong tự nhiên chẳng hạn như à, bồ hòn bồ kết này đây là cái hình bồ kết nhưng mà nó bị cái trái bồ kết trái à, bồ kết để thầy cho tôi coi thì trái bồ kết để chúng ta tìm hiểu chúng ta có thể về nhà chúng ta tự <laughs> sản xuất ra cái chất giặt rửa tự nhiên nha. dầu gội đầu này nọ đó thì chúng ta xài được đây trái bồ kết đây được chưa thì chúng ta sạc ra trái bồ kết rồi đây là chất giặt rửa tổng hợp nha. các loại xà phòng bột giặt nè nha. rồi đặc điểm cấu tạo đặc điểm cấu tạo <laughs> Rồi đặc điểm cấu tạo thì chúng ta lưu ý chỗ này nè. Cả xà phòng và chất giặt rửa thì nó cũng giống giống na ná nha thôi. Nè. Thì nó sẽ có gồm hai đầu. Đó một gọi là cái đầu ưa nước và một cái đuôi kỵ nước. Đầu ưa nước và đuôi kỵ nước. Thì đầu ưa nước là gì? Đầu ưa nước là chẳng hạn xà phòng đó là chính là xà phòng. Xà phòng thì nó có dạng là R, C, đây nghe. Thì đây là cái đầu đầu ưa nước. Đây gọi là cái đầu này còn đây là cái đuôi nè, đuôi là chính hydrocarbon nè. Đầu ưa nước và đuôi kỵ nước. Được chưa? Cái nào cũng gì hết, đầu ưa nước và đuôi kỵ nước. A. À, thì cái đầu chính là cái góc muối, còn cái đuôi chính là góc hydrocarbon. Chúng ta nhớ nha Nhớ là đầu ưa nước và đuôi kỵ nước thì chúng ta làm được. Thì bên đây nè có hình dạng để chúng ta dễ nắm nè. <laughs> đầu ưa nước nè, cái này của xà phòng nè. À COO này, A nè, hoặc COK, đầu ưa nước nè, đuôi kỵ nước là đuôi là góc hydrocarbon nè được chưa? Để hàng c 10 5H31 vậy đó. Đó. Đó, đầu ưa nước và đuôi kỳ nước. Thầy ghi đây, đây cho nắm này, C15 H31 cái hàng. À, đầu ưa nước và đuôi kia nước. Rồi, <laughs> chắc giặt rửa tổng hợp nè. À, đầu ưa nước, đầu ưa nước và đuôi kỳ nước. Thì ở đây nó có hai dạng, đó là SO3 NA hoặc, hoặc là SO4 NA nha. SO3 NA hoặc là SO4 nè chúng ta ghi gì cho gọn nha thực ra ô ở ba nghe đó đầu ưa nước và đôi kia nước rồi ở đây ví dụ nè rất là, là dài nha, xà phòng là chất chắn rửa tổng hợp cái đuôi này rất là dài à, đầu ưa nước và đôi kia nước rồi như vậy tại sao có tính chất chặt rửa đây là cái vấn đề tại sao xà phòng mà chất chắn rửa tổng hợp có tính chất chặt rửa có nghĩa nó là làm sạch đi chứ hàng đồ chúng ta dơ chúng ta sử dụng xà phòng chất chắn rửa gì đó thì tại sao có tính làm sạch thì để đơn giản đơn giản giới thiệu như thế này nè, à, cái đầu ưa nước này nè khi chúng ta cho vào nước thì cái đầu ưa nước này sẽ hòa tan, cái đầu ưa nước này sẽ hòa tan, à, Sở dĩ đồ chúng ta dơ là do những vết bẩn nó nó không nó không có ưa nước có nghĩa nó không tan được trong nước nên nó mới dơ nếu mà một cái vết bẩn nó tan được trong nước thì chúng ta cho vô nước tự động nó tan ra cái đồ nó sạch rồi à, vậy là những chất bẩn là những chất khó tan trong nước được chưa khó tan trong nước nó bám lên đồ chúng ta chúng ta cho vào nước nó vẫn không tan à, vậy là nó cùng phe với này nè đuôi kỳ nước cùng phe này nè đây chúng ta nhìn hình nè đây là cái đầu nè đây là cái đuôi nè đây là vết bẩn nè Được chưa? nó cùng phe với cái đuôi có nghĩa là cái đuôi không tan nước thì vết dầu bẩn vết mỡ nó cũng không tan nước thì cùng phe với nhau nó nó nó, nó dính vào nhau Được chưa cuối cùng hai này là kết dính vào nhau Được chưa thì những cái đầu ưa nước này nè nó sẽ qua tan nước nó sẽ kéo đi nó sẽ kéo ra nó kéo vết bẩn ra à đó là chúng ta hiểu đơn giản thế thôi à <laughs> như vậy là như vậy là cái đuôi kỵ nước nó cùng phe với vết vết bẩn yeah. sau đó cái đầu ưa nước này hòa tan trong nước nó sẽ kéo vết bẩn ra kéo vết bẩn ra khỏi quần áo chúng ta đó đó là tính chất giặt rửa chúng ta cứ hiểu đơn giản năm nay như thế Được chưa? <laughs> rồi phương pháp bây giờ phương pháp à, sản xuất xà phòng chắc là rửa tổng hợp thì phương pháp sản xuất xà phòng thì chúng ta có học rồi đó là từ phưởng xà phòng quá chất béo à, xà phòng chất béo nha thì chất béo cộng với nao h và cao h nè thì chúng ta thu được là xà phòng và glycerol đây là phưởng chúng ta học rồi à, chẳng hạn như chúng ta có chất béo là chất béo là tên gì chúng ta học rồi nè ai còn nhớ không c 15 h 31 co tất cả ba lần c ba năm thì chất béo này tên là gì chất béo này có tên là chi ban mitin à, hoặc là tên khác nữa đó là glycerin được chưa chi <laughs> ban mitay đó rồi thì cái muối của chất béo này chính là xà phòng c 15 h 3 mốt Nãy na nó gọi đó xà phòng là cái mấy muối và xà béo được chưa Sau đây là xà phòng <laughs> ngoài ra còn uh sản xuất uh, xà phòng theo nguồn gốc dầu mỏ nha thì từ dầu mỏ à, người ta lấy từ dầu mỏ người ta được cái axit béo thì có axit béo này người ta thực hiện phản ứng biến thành muối của axit béo được à, <laughs> chứ không cần chất béo nha thì đây là sản xuất từ dầu mỏ đây là sản xuất từ chất béo được thì <laughs> trong thí nghiệm ở nhà chúng ta chúng ta có thể làm được cái này à, thì tí xíu nữa thầy sẽ nói về cái thí nghiệm làm này cho chúng ta nắm rõ hơn rồi tiếp tục đây là thí nghiệm xà phòng hóa chất béo đây. à trước khi nói thí nghiệm này thì thầy nói luôn phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp nha. nói luôn cái này đi rồi sau đó nói về thí nghiệm. rồi phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp. À, thì chất giặt rửa tổng hợp người ta đi từ dầu mỏ à, chảy qua nhiều giai đoạn. à thì thu được mấy cái muối nãy thầy nói nè r <laughs> mấy này là mấy cái axit nha a 3 h hoặc là oso 3 nãy thầy để SO4 đó H được chưa? Thì đây là một cái axit. Từ mấy axit này biến đổi thành muối sodium a à. à, muối sodium thì đây chính là chất giặt rửa tổng hợp. À, đây là cái đầu ưa nước, đầu ưa nước và đây là cái đuôi kỵ nước. Cứ nắm như thế. Được chưa? Thì đây là sản xuất chất giặt rửa tổng hợp. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. Trở lại vấn đề. Đó là thí nghiệm À xà phòng quá chắc béo hai mấy khách điều chế xà phòng tí nghiệm chúng ta có thể làm tại nhà được <laughs> rồi chuẩn bị quá chắc thứ nhất là chắc béo à, dầu thực vật mỡ động vật thì cái này chúng ta chuẩn bị được dung dịch nào hát cái này chúng ta có thể mua nha mua dung dịch nào hát dung dịch muối ăn bảo hòa cái này có sẵn ở nhà được chưa dụng cụ thì bác sứ không có bác sứ chúng ta dùng một cái nồi nồi cũ nồi bỏ rồi đó à, cốc thủy tinh thì có thể dùng cái ly À, đổ thì đổ thì tinh chúng ta đổ bình thường thôi à, rồi đèn còn thì không đèn còn thì chúng ta sử dụng cái bếp chúng ta là chúng ta mà làm vẫn được à, bếp ga mini hoặc là bếp còn gì đó rồi như vậy là quá chất này chúng ta chỉ hầu như chúng ta chỉ đi mua là NaOH thôi NaOH phải mua nha còn mấy cái dầu mỡ đông thực vật có thể có nhà sẵn rồi tiến hành bước thứ nhất cho khoảng 2 gram chất béo à, chúng ta làm nhiều chúng ta cho nhiều nghe canh theo lượng này nha 2 gam chất béo thì ứng với 40 lít nào H, 4%. 40% à, 2 gam chất béo thì chúng ta có thể tăng liều lượng lên Được chưa? 2 gam chất béo Thì chất béo này chúng ta có thể lấy dầu mỡ đậu thuộc phạt nha Dầu ăn ha, mỡ uh... <laughs> mỡ heo này nọ đó Mỡ lợn đó Rồi bước 1 cho hai đứa này vào nhau Thì lưu ý khi cho chất béo vào nào H, Chưa có hiện tượng gì xảy ra nha Và chất béo chưa tan trong nào H, nha Chất béo nhẹ hơn nhẹ hơn nước nhẹ hơn nam h nên chất béo sẽ nổi trên nam h nằm dưới tóm lại bước 1 nó sẽ có tách lớp thì lưu ý đây là những câu hỏi ở dạng vận dụng vận dụng cao đó nghe người ta sẽ đưa cái thí nghiệm người ta hỏi là ừ, rồi, rồi bao nhiêu phát biểu đúng rồi như thế nào đó vậy người ta hỏi là ở ừ, bước 1 đã xảy ra hiện tượng tách lớp là sai à, ở bước 1 uh, xảy ra hiện tượng tách lớp là đúng nó lại nó tách lớp rồi đó được chưa có nghĩa là hai cái này nó chưa tác dụng với nhau thì nó tách lớp được chưa đặc biệt là chất béo nằm trên nào nằm dưới chưa phử gì hết tiếp tục bước hai đun nóng hỗn hợp thì bắt đầu phử nè đun nóng hỗn hợp trong khoảng 10 phút 8 đến 10 phút nghe và khuấy liên tục đây đun nóng hỗn hợp à, khuấy liên tục khuấy để làm chi gì, gì để cho nó phử xảy ra hoàn toàn được chưa rồi nếu thể tích nước giảm thì cần bổ sung thêm nước à, chúng ta khuấy hoài mà mà chúng ta không bổ sung thêm nước càng ngày nó càng khô nghe à, khô đi hồi là nó, nó, nó nóng nó quá nó cháy luôn Do đó là chúng ta thấy thể tích nó giảm chúng ta thêm nước vào Phải tiếp tục, thêm nước vào, phải tiếp tục Rồi Thì lúc này đã xảy ra phản ứng rồi Nó không còn tách lớp nữa, dung dịch cho nên đồng nhất cơ nghe Dung dịch cho nên đồng nhất Có nghĩa tạo thành là muối, qua béo và lycerol này đó Cho nên đồng nhất Rồi bước 3 Kết thúc phản ứng Đổ hỗn hợp vào cốc thủy tinh à, Chúng ta có thể đổ vào cái ly hoặc đổ vào cái thao cái nồi vậy đó Nếu chúng ta làm ở nhà à, Chứa khoảng 30ml NaOH h à, có nghĩa là cái cốc này chưa sẵn nào nào hát rồi chúng ta đổ vào à, chúng ta để nguội thì lúc này à, tách lấy xà phòng nổi trên thì xà phòng lúc này là cái muối à, muối xịt béo nó sẽ nổi cho đó thì hiện tượng hiện tượng thu được là gì hồi nãy tôi giờ giải thích rồi đó bước 1 thì có hiện tượng tách lớp bước 2 thì đồng nhất à, bước 3 thì thu được một chất rắn màu trắng nổi lên à, hiện tượng mấu chốt của vấn đề này là có lớp chất rắn màu trắng nổi lên đó chính là xà phòng rồi giải thích À, phản ứng tạo thành muối sodium và potassium à, của axit béo à, thì muối này nó ít tan trong nào hắt ít, tan trong nai sinh mục đích của nai sinh để làm gì thì dưới đây tôi có ghi luôn nè à, người ta thêm nai sinh à, để tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp à, là do dung dịch nai sinh bảo hòa có tỷ khối lớn hơn xà phòng à, nai sinh bảo hòa tỷ khối lớn hơn để cho xà phòng nó nổi lên trên để chúng ta dễ thu được chưa mặt khác, xà phòng là ít tan trong NaCl là bỏ quà nên khi thêm vào nó sẽ nổi lên trên nghe, vậy là chắc rắn nổi lên trên chính là xà phòng, à, còn chất lỏng nằm phía dưới thì chính là NaCl là bảo hòa và glyceron tạo thành đó, à, vậy là người ta hỏi là mục đích thêm NaCl trong thí nghiệm xà phòng quá chất béo là gì? thì đây à, NaCl là bảo hòa để có thể khó lớn hơn để cho nó nổi xà phòng lên chúng ta thu, đó thì đây là cái phương trình phương trình xà phòng quá chắc béo đó chúng ta thu được xà phòng đây là xà phòng đó thì đây có một số lưu ý thì tài liệu thầy đã soạn sẵn cho chúng ta rồi Sẵn à, soạn sẵn rồi chúng ta nhận về chúng ta học thôi và rất rất nhiều bài tập nha rồi tiếp theo là giới thiệu ưu nhược điểm ưu nhược điểm của xà phòng cũng như chất chặt rửa nha <laughs> rồi ưu nhược điểm xà phòng ưu điểm nè có thể phân hủy bởi các sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường à thì bây giờ xà phòng người ta thêm vô các các chất thảo mộc tự nhiên nha xà phòng có thể chiết sức thêm vô chẳng hạn xà phòng làm từ nghệ xà phòng làm từ hoa này hoa kia này đó cây có cây cây cỏ lá hoa này đó để thêm vào có nhiều chất tốt cho sức khỏe à, thì xà phòng bây giờ bán trên mạng này nọ đó chúng ta thấy đó màu sắc hình ảnh rất là bắt mắt người ta thêm vô những chất thảo mộc tốt cho sức khỏe À Vậy ưu điểm của nó là có thể phân hủy với sinh vật ít gây nhiễm môi trường Nhược điểm là khi dùng với nước cứng à, Nước cứng thì trong trình lớp 12 này chúng ta học ở chương sau Ở chương bên vô cơ á à, Khi dùng với nước cứng, nước cứng chứa nhiều mấy ông này nè Không phải nước cứng mà nước đá nha Thì thằng xà phòng này nó có như là nó tạo cái tổ à, Tạo cái tổ với muối canxi, magnesium này nè à, Cuối cùng là tạo cái tổ nó bám lên bề mặt vải chúng ta chẳng hạn chúng ta giặt đồ đi thì bám lên nó làm ảnh hưởng đến chất lượng vải à, tóm lại giặt không phải sạch đó à. do đó người ta khuyến cáo là không nên dùng xà phòng với nó cứng cho nhược điểm mới nói vậy thôi rồi chắc cho rửa tổng hợp à, chắc rửa tổng hợp chẳng hạn như các loại xà phòng chúng ta xài hiện nay đó là chắc cho rửa tổng hợp rồi ưu điểm à, dùng được với nước cứng à, vì nó không có cái tổ và người ta sản xuất này người ta sản xuất đại trà À, sản xuất quy mô lớn người ta nguồn gốc người ta lấy từ dầu mỏ à, không lấy từ thảo mộc thảo mộc thì nó nó giá thành nó cao hơn à, thì do đó này giá thành thấp à, ưu điểm nó giá thành thấp à, các loại chất giặt rửa chúng ta xài hàng ngày đó nhược điểm à, nhược điểm đây các chất giặt rửa tổng hợp có nguồn gốc từ hydrocarbon lại nó gọi đó sản xuất từ hydrocarbon dầu mỏ đó phân nhánh hoặc chứa vòng benzen sẽ gây ô nhiễm môi trường do đó chúng rất khó bị phân hủy tóm lại chất giặt rửa gây ô nhiễm môi trường À, nhưng mà được cái là nước nào xài cũng được giá thành thấp thì hầu hết tất cả hiện nay chúng ta thì người ta vẫn phụ thuộc vô giá thành thôi nào rẻ thì xài đó <laughs> nhưng mà tới một lúc nào đó thì thì chúng ta phải cân nhắc lại vấn đề ô nhiễm môi trường rồi chất chăn rửa tự nhiên ưu điểm à, chất rửa tự nhiên này có sẵn trong tự nhiên đây à, bây giờ nó lại nghe xà phòng bây giờ người ta đã thêm vào à, nó lại ngay xà phòng người ta thêm vào các loại thảo mộc vô người ta đóng khuôn à, vẫn là xà phòng nghe bây giờ chắc chặt rửa tự nhiên là có sẵn trong tự nhiên luôn à, chẳng hạn như nãy nó gọi đó bộ kết này nọ đó rồi lành tính với da này không gây kích ứng da và kể cả các bạn da nhạy cảm cho em dễ bị phân hủy bởi vi sinh vật à, nên không gây nhiễm môi trường tuy nhiên giá thành rất là cao nghe và khó sản xuất quy mô nghiệp có nghĩa làm làm bán làm đồ handmade thôi bán tại nhà này nọ bán nhỏ lẻ thôi chứ không thể nào quy mô công nghiệp được à, chẳng hạn như chúng ta làm một chai dầu gội từ bồ kết à, dầu gội bồ kết được chưa đó thì dầu gội bồ kết tự nhiên luôn nghe có nghĩa là người ta nấu này nọ trong tự nhiên hết còn chúng ta thấy dầu gội bồ kết đó là dầu gọi bồ kết tổng hợp nghe có nghĩa là nó là chất giặt rửa nhưng người ta thêm vào bồ kết vào à, chứ không phải là bồ kết tự nhiên nghe đó thì khuyến khích việc sử dụng chất cà rửa tự nhiên đó thì chúng ta biết rồi đó <laughs> giá thành cao nhưng mà được cái là lành tính với da và không yêu nhiễm môi trường thì bài tập của phần chất cà rửa cũng rất là nhiều nghe bài tập tự luận à, bài tập tự luận có đầy đủ cho chúng ta hết bài tập trắc nghiệm có 3 phần à, trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn nhiều lắm nghe Để chúng ta nhận gì chúng ta làm đó bài tập từ từ dễ đến khó nghe À, khó là kiểu vận dụng này nãy thầy nói nè tiến hành thí nghiệm nè à, cho các bước nè thì chúng ta xem tài liệu hầu như là chúng ta làm được thôi còn là không được thì có bài giải à, có bài giải không hiểu thì được thầy trợ giúp đó trách nghiệm thứ hai những ngày đúng sai nè à, đúng sai đây là phân đề mẫu mới nha đúng sai phần thứ ba thí nghiệm trả lời ngắn nè à, trả lời ngắn đó rồi đây là phần video của thầy thì em nào muốn tự học nhắc lại nghe muốn tự học à, tiết kiệm tối đa chi phí học tập thì chúng ta nhận tài liệu này chúng ta tự học nha nhận tài liệu xem video đặc biệt được thầy trợ giúp mỗi cuốn mỗi chương nhận tài liệu trong một năm học nha mỗi chương chúng ta in ra một cuốn như này để chúng ta tự học rồi thầy kết thúc video tại đây nha